Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để chia sẻ với các bạn một loại thảo dược đến từ núi rừng thiên nhiên Hòa Bình, đó là dược liệu dây thiều canh. Dược liệu dây thiều canh là một loại thảo dược giúp hỗ trợ điều trị ổn định đường huyết, hỗ trợ bệnh tiểu đường tim 1 và tim 2, giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm đường tiết niệu, chữa mẩn ngứa dị ứng, chữa tê thấp, đau lưng, giúp lợi tiểu, nhuận tràng, điều kinh, trị cảm lạnh và sốt. Ngoài ra còn cái công dụng tuyệt vời của dây thiều canh đó là điều trị mỡ máu các bạn nhé. Thì ngoài dược liệu thô của dây thiều canh thì bên mình còn nấu từ dây thiều canh, nó là 100% từ dây thiều canh mà làm ra những cái lọ cao này để cho các bạn tiện sử dụng, hoặc là kết hợp giữa cao thiều canh và dược liệu thô cây thiều canh thì giúp cải thiện và hỗ trợ điều trị bệnh trong tình trạng nó sẽ nhanh khỏi hơn các bạn nhé. Ngoài những cái công dụng tuyệt vời của dây thiều canh thô trên thì cao thiều canh là một cái loại thảo dược mà nấu từ 100% dây thiều canh thì giúp cho những người bận rộn không có thời gian đun nấu. Các bạn liều dùng và cách dùng thì mình cũng đã ghi và tem mác đầy đủ ở trên lọ cao như thế này. Các bạn quan sát kỹ nhé. Khi nhận được hàng rồi thì các bạn hãy xem cách sử dụng và có thể giới thiệu cho người thân bạn bè những cái công dụng tuyệt vời từ dược liệu dây thiều canh nhé. Địa chỉ mua cao thiều canh một đạt 100% từ núi rừng Hòa Bình, đó là tại thôn Long Làng, xã Co Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Số điện thoại là 0971 477860. Ngoài ra các bạn có thể để lại số điện thoại bên dưới video để mình tư vấn cụ thể tùy theo từng trường hợp bệnh mà có cách dùng và liều dùng nó thích hợp. Ngoài sử dụng dược liệu cao thiều canh và dây thiều canh ra thì các bạn phải kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và khoa học để có một sức khỏe tốt và công dụng của thuốc được tuyệt vời hơn nhé. Ngoài cung cấp cái sản phẩm dược liệu dây thiều canh thì bên mình còn cung cấp những dược liệu thô khác, ví dụ như là dây lạc tiên, cây an xoa, dược liệu cây sả đen Hòa Bình chuẩn, dược liệu cà gai và một số dược liệu khác rất nhiều luôn các bạn nhé. Thì hôm nay trong lúc đóng hàng gửi cho khách thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn những cái công dụng tuyệt vời của dây thiều canh trên. Ngoài ra các bạn có nhu cầu muốn sử dụng những dược liệu khác thì các bạn có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ với mình để mình tư vấn cụ thể hơn. Mình nhận xỉ lẻ tất cả những loại thảo dược trên nhé, và những loại thảo dược khác nữa. Thì đây là hàng của mình đã đang phải đóng để gửi cho khách vào cái buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.